Trận bán kết giữa đội tuyển nữ Nhật Bản và chủ nhà Trung Quốc tối nay 3 tháng 10 tại ASEAN 19 là sự tái hiện của trận bán kết giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022. Nhật Bản không mang tới đội hình mạnh nhất, tuy nhiên đội bóng này vẫn liên tục chút cơn mưa bàn thắng vào lưới đối phương tại ASEAN 2022. Ở Asian Cup năm ngoái, Trung Quốc thắng Nhật Bản tại bán kết trên đường Trung Quốc lên ngôi vô địch. Còn tại ASEAN 19, đội tuyển nữ Nhật Bản trả nợ thành công thắng đội tuyển nữ Trung Quốc để vào chung kết. Dù vậy, đây là trận thắng hết sức kịch tính. Đội tuyển nữ Nhật Bản đã phải hồi hộp đến tận phút cuối cùng mới biết chắc rằng họ giành quyền đi tiếp. Sau hiệp 1, đội bóng nữ đến từ xứ sở mặt trời mọc dẫn đội tuyển nữ Trung Quốc đến 4 tháng 1. Những người ghi bàn cho Nhật Bản là Yoshino Nakashima ở phút 12, Tanikawa ở phút 31, Chiba ở phút 35 và Koga ở phút 43. Xen giữa 4 bàn thắng của đội tuyển nữ Nhật Bản, hậu vệ Wang Linlen trong pha lên tham gia tấn công, gỡ lại một bàn cho đội tuyển nữ Trung Quốc. Tuy nhiên, sang hiệp 2, khi mà các cô gái Nhật Bản chơi có phần chủ quan sau khi đã dẫn 4-1, đội tuyển nữ Trung Quốc vùng lên hết sức mạnh mẽ. Liên tiếp ở các phút 55 và 61, tiền đạo Trang Ly Nhân và Gan Lina ghi hai bàn cho đội chủ nhà, thu ngắn cách biệt xuống còn 3-4, đẩy những phút còn lại của trận đấu này vào thế hết sức căng thẳng. Tiếc cho đội tuyển nữ Trung Quốc và may cho đội tuyển nữ Nhật Bản, trong những phút còn lại, các cô gái chủ nhà không thể tận dụng tốt các cơ hội, đành chấp nhận thua chung cuộc. Thắng 4-3, đội tuyển nữ Nhật Bản vào chung kết gặp đội tuyển bóng đá nữ Triều Tiên. Ở trận bán kết còn lại, Triều Tiên thể hiện sức mạnh của mình bằng chiến thắng đậm đến 8-0 trước Uzbekistan. Các bàn thắng của Triều Tiên được thực hiện bởi Hong Song Ok ở phút 9, Kim Kyung Yong ở các phút 18, 46, 63, 83, An Ma Long Song ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, Ji Hak ở phút 50 và Kim Hae Yong ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2. Trận chung kết môn bóng đá nữ giữa Nhật Bản và Triều Tiên sẽ diễn ra lúc 19 giờ trên sân Hoang Long Sports Center tại Hàng Châu, Trung Quốc vào ngày 6 tháng 10. Trước đó, trận tranh huy chương đồng giữa Trung Quốc và Uzbekistan diễn ra lúc 14 giờ cùng ngày, cũng trên sân Hoang Long Sports Center.